Xin chào các bạn Gam Fam. Có lẽ là trong hơn 2 năm làm việc tại Gam vừa qua thì mình không nghĩ mình sẽ có mặt trong một cái video như thế này. Nhưng hôm nay thì Gam Esports sẽ chính thức chia tay với huấn luyện viên trưởng Jackie Win. Jackie Win là người đã gắn bó với mình từ trong cái sự khi bắt đầu cái sự nghiệp tại Gam Esports. Và hiện tại qua 2 năm rưỡi làm việc thì bạn đã có đến 3 chiếc vô địch cùng với đội tuyển, cũng như là một chiếc huy chương vàng tại SEA Games 31 bộ môn liên minh huyền thoại cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tất cả những cái đóng góp của Jackie Win dành cho Gam Esports phải nói là cực kỳ to lớn, và mình xin gửi một lời cảm ơn đến cho những đóng góp và cống hiến của bạn trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng ở thời điểm hiện tại sẽ là thời điểm để nói lời chia tay, và xin cảm ơn một lần nữa và chúc Jackie Win sẽ thành công trên con đường tiếp theo trong sự nghiệp. Hello, anh có vẻ là huấn luyện viên của Gam Esports không nhỉ? Đúng rồi. Sao anh lại đứng ngoài cổng này nhỉ? Mình đứng nhìn cho vui. Em rất là thích style của anh ấy, thì không biết là em có xin anh chụp vài kiểu ảnh cùng được không? Được ạ. Cảm ơn anh nhé.